Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, nhà thờ Đức Bà tọa lạc bên dòng sông Seine giữa thủ đô Paris là một trong những kỳ quan nổi tiếng của thế giới, được xây dựng cách đây gần 850 năm. Đã bị bốc cháy. Lúc 18 giờ 50 phút giờ địa phương, các báo cáo đầu tiên về vụ hỏa hoạn được loan tải trên toàn thế giới. Khói dâng lên cuồn cuộn từ nhà thờ và ngọn lửa có thể được nhìn thấy gần hai tháp hình lăng trụ chữ nhật, tiêu biểu cho kiến trúc Gothic của ngôi nhà thờ. Các tín hữu và du khách hành hương đang tập trung trong nhà thờ để tham dự giờ kinh chiều ngày thứ hai tuần thánh, được yêu cầu ra khỏi nhà thờ và 400 lính cứu hỏa Paris được đưa đến hiện trường trong cố gắng kiểm soát đám cháy. Khu vực xung quanh hiện trường cũng được yêu cầu di tản. Các phương tiện truyền thông Pháp trích dẫn đội cứu hỏa nói rằng ngọn lửa có khả năng xuất phát từ công việc trùng tu. Lúc 7:05 tối, tháp nhọn cao nhất nhà thờ 68m sụp đổ, ngọn lửa lan sang các giàn giáo dùng để trùng tu nhà thờ, khiến chúng bị đổ nhào xuống đất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hủy bỏ bài diễn văn được dự trù của mình trước vụ hỏa hoạn khủng khiếp này. Lúc 7:10 tối, tất cả khung cửa nhà thờ đang bốc cháy. Phát ngôn viên của nhà thờ cho biết toàn bộ khung tòa nhà đang cháy sau sự sụp đổ của ngọn tháp. Đức Tổng giám mục Michel Aubertit của Paris khích lệ các linh mục rung chuông các nhà thờ trong thành phố như một cử chỉ khẩn cấp để mời gọi cầu nguyện trước thảm kịch này. Trong lời kêu gọi gửi đến tất cả các linh mục của Paris, Đức Tổng giám mục Michel Aubertit viết: "Tất cả các linh mục của Paris thân mến, những người lính cứu hỏa vẫn đang chiến đấu để cứu các tòa tháp của Notre Dame de Paris, khung, mái nhà và ngọn tháp đã bị lửa thiêu rụi. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Nếu muốn, anh em có thể rung chuông các nhà thờ của mình như một lời mời gọi cầu nguyện." Vào lúc 7:30 tối, các tác phẩm nghệ thuật quý giá được đưa ra ngoài an toàn, nhưng nội thất của nhà thờ có khả năng bị phá hủy. Lính cứu hỏa cố gắng giải cứu các tác phẩm nghệ thuật và các di tích vô giá được giữ bên trong nhà thờ. Thị trưởng Paris Anne Hidalgo xác nhận rằng vương miện Chúa Kitô, mão gai do quân dữ đội lên đầu Chúa Giêsu để sỉ nhục Ngài, áo dài của Thánh Louis và một số tác phẩm nghệ thuật lớn khác đã được giải cứu. Trong khi đó, một phát ngôn viên cho biết toàn bộ khung gỗ của nhà thờ Đức Bà đang bốc cháy và có khả năng sẽ bị phá hủy. Lửa tràn đến bàn thờ chính của nhà thờ Đức Bà. Lúc 8:20 tối, Tổng thống Emmanuel Macron đến hiện trường để thị sát tại chỗ cùng với các quan chức cảnh sát và thăm hỏi 400 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Frank Rijkaard và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ gần nhà thờ Đức Bà để đưa ra các chỉ thị cần thiết. Vào lúc 8:30 tối, lính cứu hỏa chống trả quyết liệt với ngọn lửa nhằm cứu hai tháp hình lăng trụ chữ nhật tiêu biểu cho ngôi nhà thờ. Lúc 8:50 tối, France 2 đưa tin Notre Dame có thể không cứu được. Trích dẫn lời một quan chức tại Bộ Nội vụ Pháp, France 2 báo cáo lính cứu hỏa có thể không thể cứu nổi Notre Dame. Giám đốc sở cứu hỏa John Claude Gallet nói rằng không rõ liệu đám cháy có thể được dập tắt hay không và có gây ra nhiều sự hủy hoại hay không. Nếu ngôi nhà thờ này sụp đổ, bạn có thể tưởng tượng thiệt hại sẽ nghiêm trọng như thế nào. Ông nói, anh chị em giáo dân Paris đổ xô đến hiện trường cầu nguyện tha thiết hơn nữa. Trong khi đó, một quan chức của Bộ Nội vụ Pháp, Florence Nunier, nói rằng đám cháy không giới hạn ở một khu vực nhất định mà có thể tiếp tục mở rộng. Vào lúc 9:40 tối, hàng ngàn người dân Paris đang cầu nguyện gần ngôi nhà thờ. Có cả các đám đông tụ tập bên ngoài nhà thờ Saint-Julien-le-Puris, bên kia sông để cầu nguyện và hát thánh ca.
lúc 10 giờ tối, thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói các nhân viên cứu hỏa bắt đầu lạc quan. Họ có thể cứu vãn các tòa tháp chính của nhà thờ. Giám đốc sở cứu hỏa John Claude Gallet xác nhận cấu trúc của nhà thờ Đức Bà đã được cứu và ngọn lửa chưa lan sang các phía bắc. Vào lúc 10 giờ 20 tối, một lính cứu hỏa bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ cháy là một tai nạn, theo các công tố viên Paris. Ông Gallet nói 2/3 mái nhà thờ đã bị tàn phá và nhân viên cứu hỏa sẽ tiếp tục qua đêm làm việc để làm mát cấu trúc. Lúc 10 giờ 30 tối, Tổng thống Macron đưa ra tuyên bố. Trong một tuyên bố bên ngoài nhà thờ, Tổng thống Macron gọi trận hỏa hoạn là một bi kịch khủng khiếp và nói rằng ông rất buồn đêm nay phải đến đây để xem phần này của tất cả chúng ta bị đốt cháy. Ông thông báo sẽ gây quỹ để trả tiền sửa chữa thiệt hại. Phép lại nhãn tiền, nhà thờ Đức Bà Paris được cứu khi hàng ngàn người đổ xô đến cầu nguyện. Ngọn lửa đã được khống chế, tháp nhà thờ và mái ngói sụp đổ hoàn toàn, nhưng cấu trúc chính của ngôi nhà thờ 850 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn. Một phát ngôn viên của cảnh sát Paris nói với CNN rằng vụ cháy nhà thờ Đức Bà hiện đang hoàn toàn được kiểm soát. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi các nhân viên cứu hỏa vì đã cứu được mặt tiền và các tòa tháp mang tính biểu tượng của nhà thờ. Nhờ bản lĩnh của họ, điều tồi tệ nhất đã tránh được. Ngọn lửa chắc chắn cũng đã được khống chế nhờ lời cầu nguyện của các tín hữu tại Paris và khắp nơi trên thế giới. Đám cháy rất lớn tạo ra một đám khói khổng lồ tỏa khắp thành phố và tro bụi rơi xuống một khu vực rộng lớn đã được dập tắt trong vài giờ là một phép lạ nhãn tiền. Quan sát đám cháy này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét phải cần đến máy bay chở nước để dập tắt ngọn lửa. Ông tweet như sau: thật khủng khiếp khi chứng kiến đám cháy lớn tại nhà thờ Đức Bà Paris. Có lẽ máy bay chở nước có thể được sử dụng để dập tắt ngọn lửa. Cần phải hành động nhanh chóng. Trong khi hàng ngàn người xếp hàng dọc bờ sông Sen, nhìn chằm chằm vào ngôi thánh đường đang bốc cháy với sự sững sờ, hàng ngàn người đã tập trung tại quảng trường gần nhà thờ. Trong đoạn video này, chúng ta có thể thấy các Kitô hữu tại Kinh Thành Ánh Sáng quỳ gối cầu nguyện, hát vang những bài hát truyền thống như Hail Mary và Ave Maria. Những người khác quỳ xuống và cầu nguyện trong khi chuông các nhà thờ chung quanh có thể nghe rõ trên Ile de la Cité, thúc giục các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho ngôi nhà thờ chính tòa thân yêu của họ. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus.